tại là 1:15 các bạn. Có một hiện tượng lạ xảy ra. Mình đang ngồi bấm điện thoại thì có một con chó đen các bạn. Nó mới đi ngang qua là mình nổi hết da gà luôn các bạn. Ok, chào anh em nha. Thì bây giờ là tình hình 11:15 các bạn. Thì mình sẽ chuẩn bị mình thu gọi là đem theo hành lý ha, để mình thực hiện một cái thử thách ha. Thì mình sẽ review qua cho các bạn xem những thứ mình đem đi tối nay. Thứ nhất là đèn pin để mình soi sáng ha. Soi sáng ha. Ghê không? Quá ghê đúng không? Và có rất là nhiều bạn hỏi anh làm YouTube, anh sử dụng những dụng cụ gì, thì mình review cho bạn xem. Đây là cái cây chống để chúng ta chống không? Chống gắn cái điện thoại lên đây này, quay và chống lên nó cao ha. Và cái quan trọng nhất mình làm YouTube là quan trọng nhất là phải có cây này khi các bạn làm vlog nha. Cây này là kêu cây Trimble. Nó có nhiệm vụ và chức năng của nó chống rung và chống lắc. Các bạn gắn điện thoại rồi các bạn quay, các bạn chạy y như là xe chạy, thậm chí các bạn leo xe các bạn chạy hay là các bạn dòng ổ gà nó không bao giờ nó lắc không. Khi mà nó lắc nó làm người xem nó rất là đau đầu. Đó cây Trimble. Và đặc biệt hơn nữa là cái này là phải thiết yếu nhất này các bạn. Cái này là cái thiết yếu nhất khi mà chúng ta đi một nơi lạ, và đặc biệt là nghỉ địa. Đây là bó nhang để mình ra mắt mấy người phước mặt của mày. Đây là bánh ha, đây là mới vàng lẹt để mình cúng cho người ta. Đó, mình chào, gọi là chào hỏi người ta đó các bạn. À, cũng đem theo chai nước uống các bạn. Cũng đem theo chai nước uống. Với lại nói chung là vậy là hết rồi đó. Chủ yếu là cái này. À, coi thử coi hộp quẹt không. Rồi rồi, ok. Để mình quẹt thử nó có sáng không để cho nó chắc ăn đó chứ. Ok ok, có gà sáng rồi đó. Đó, chủ yếu là phải là cái phần vấn đề này là phải chủ yếu nè các bạn. Rồi nước uống, rồi Trimble gậy chống rung, rồi điện thoại. Vậy thôi, không có gì gọi là rôm ra hết. Bây giờ là 11:15 rồi. Khoảng 15 phút nữa mình sẽ tiến hành đi các bạn. Ok các bạn, thì tình hình là nãy giờ mình đi được 15 phút rồi các bạn. Thì mình thấy một cái nghĩa trang rất là lớn rồi các bạn. Nói chung mà không có đèn pin dội nó cũng hơi gọi là không tối quá các bạn. Chắc chắn mình sẽ kiếm đường vào đây các bạn. Không biết là có cái đường nào để vào đây không các bạn. Hiện tại là cổng này đóng rất là chặt và không có đường vào. Và hiện tại đang ở Bình Dương, bây giờ thì nói chung 12 giờ đêm nhưng mà người ta vẫn có người chạy xe đây các bạn. Ok, mình phát hiện một chỗ vào rất là ngắn, ở đây mình sẽ vào đây các bạn. Ok, mình đã bay được vào cái thành rồi các bạn. Rồi mình sẽ đi tiến vào, nói chung là rất là tối luôn, để mình vô lấy đèn pin gọi cho anh em xem. Ở đây rất là tối luôn các bạn. Ok, thì mình sẽ soi sáng ở đây chút xíu các bạn. Mình sẽ cho các bạn thấy ở đây nó có những gì nha. Rồi, như các bạn đã thấy không? Ủa, mình soi sáng vậy các bạn không thấy được rồi. Đó, các bạn thấy mờ đúng không? Đó, rất là nhiều mộ đây các bạn. Rất là nhiều luôn. Mình soi ít thôi các bạn, soi nhiều quá người ta quở các bạn. Rồi, mình nói chung là mình không có ý đâu, mình soi để cho các bạn thấy thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đốt giấy, mình chào tất cả những chư quỷ ở đây các bạn. Ok, thì sáng mai mình sẽ soi cho anh em thấy rõ hơn về cái ở đây. Còn bây giờ thì mình sẽ gọi là đốt giấy để mình chào những cái
chưa bị phức mặt phức mày ở đây các bạn. Thì con cũng gọi là không có cố tình hay là phá phách gì mấy anh mấy chị mấy cô mấy gì mấy thím mấy cụ mấy bà, nói chung là tất cả cái chư vị ở đây. Con chỉ gọi là thực hiện một cái clip gọi là thử thách bản thân mình ở một mình ở nơi nghĩa địa nó như thế nào thôi, chứ không có cố tình phá phách này kia. Thì con không có gì, cũng có một gọi là một mớ vàng bạc các bạn, vàng bạc tiền, một bịch bánh, và cũng có mấy cây nhang, cũng gọi là gửi lời chào đến mấy tất cả những chư quỷ ở đây. Mong những chư quỷ có làm phiền những chư quỷ thì mấy chư quỷ hãy bỏ qua cho con. Cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình sẽ tháo bánh ra cho người ta mấy chư quỷ dễ ăn hơn các bạn. Mấy cô mấy gì mấy thí mấy bác về ăn bánh, gọi là đây là con chúc lòng thành của con gửi đến tất cả các chư quỷ ở đây. Có gì không phải thì mấy chư quỷ hãy bỏ qua cho con. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ok, mình đã thắp nhang xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ chắc là mình ngồi đây luôn. Mình nghĩ ở đây muỗi nhiều lắm các bạn. Mình ngồi đây ở đây thì cỏ không à. Chắc chắn đêm nay mình sẽ không ngủ các bạn. Đêm nay mình sẽ không ngủ, mình thức mình trải nghiệm cho các bạn xem luôn. Thì mình cũng hy vọng là clip này mình sẽ gọi là trải nghiệm, có sao thì mình nói chia sẻ với các bạn như vậy. Chứ mình không edit bất cứ cái tiếng nào về gọi là run sợ để cho các bạn xem, các bạn sợ nha. Mình không edit nha. Đó, mình cảm nhận thực tế sẽ như thế nào luôn. Chứ mình không bất cứ edit những cái tiếng nào vô nha các bạn. Các bạn nghe tiếng giới kêu nó là tiếng thiệt. Đó, tiếng giới kêu. Đó, mình không edit nha các bạn. Mình coi rất là nhiều YouTube người ta làm, người ta edit tiếng này tiếng kia vô mấy bạn nghe bạn sợ đúng không? Và người ta vô khống chuyện này chuyện kia, mấy bạn xem mấy bạn cảm thấy sợ. Nhưng mà mình sẽ không edit vô, có sao thì mình nói vậy đi, cho các bạn gọi là dễ hình dung hơn đó ha. Các bạn xem clip các bạn không sợ đó. Thì cũng hy vọng clip này nó sẽ thành công tốt đẹp đó. Thì những người phúc mặt phúc mày mà các bạn, mình không làm gì họ chắc chắn là họ sẽ không làm gì mình đâu các bạn. Đó, trừ khi các bạn phá phách này kia, hay là các bạn vào các bạn không xin phép đó, thôi người ta mới gọi là vỡ quan các bạn thôi. Còn mình không làm gì họ, chắc họ không làm gì mình đâu. Thì giờ mình ngồi đây xem, mình sẽ cập nhật thời gian một tiếng mình sẽ cập nhật các bạn xem một lần, các bạn thông cảm nha. Mình hiện tại có một cái điện thoại thôi, không có cái điện thoại thứ hai để mình cập nhật thời gian chính xác cho các bạn. Nhưng mà mình sẽ có cái đồng hồ mình cập nhật, mà đồng hồ chắc mấy bạn không thấy đâu. Giờ này là 12 giờ kém 15 các bạn. Nè các bạn có thấy không? 12 giờ kém 15. Chắc bạn nhìn các bạn khó thấy lắm, 12 giờ kém 15 rồi đó. Gần là 12 giờ đó. Đó, chắc chắn đêm nay không ngủ các bạn. Cả ngày hôm nay thì mình nói chung mà cũng làm cả ngày, mình làm cả ngày. Cả ngày hôm nay mình không ngủ các bạn. Nói chung cũng rất là ngủ luôn, nhưng mà chắc chắn là vô đây không ngủ được các bạn. Vô đây khó ngủ lắm các bạn. Nói chung là không ngủ được. Mình sẽ gọi là một tiếng mình sẽ cập nhật cho các bạn thời gian. Đó, mình sẽ đèn pin này thì mình cũng mới mua thôi, không biết là pin nó có nhiều hay không.
Nhưng mà chắc chắn mình sẽ tắt cái đèn pin rồi các bạn. Mình tắt đèn pin thì ở đây nó cũng hơi bị tối các bạn. Đó. Một tiếng mình cập nhật các bạn xem một lần nha. Mình sẽ cập nhật tình hình mình gọi là những cái gì vái lạ nhất cho các bạn xem. Ok. Ôi giờ này là đúng 12 giờ đêm các bạn. Đúng thời điểm là 12 giờ. Thấy không? Để mình tháo đồng hồ lại cho các bạn xem luôn. Đúng thời điểm là đúng 12 giờ này các bạn. Đó. 12 giờ. Thì mình sẽ bây giờ mình sẽ thời điểm này 12 giờ thì cũng thời điểm cũng khá là linh thiêng. Mình sẽ thắp thêm 3 cây nhang nữa để chào hỏi những người phước mặt phước mày ở đây. Có thể họ giờ này họ có thể họ đi đâu đó các bạn. Thì mình sẽ thắp 3 cây nhang để chào họ. Nãy mình có thắp 3 cây nhang mình cúng bánh rồi. Nhưng mà chưa có gọi là chưa có tắt đâu các bạn. Vẫn còn nửa cây này, như các bạn thấy vẫn còn nửa cây. Đó, để mình xoay cam cho các bạn xem. Đó, vẫn còn nửa cây, bây giờ mình sẽ thắp 3 cây nữa mình chào hỏi các chư quỷ ở đây. Giờ 12 giờ đêm là nếu như là đúng theo tâm linh là 12 giờ đêm là những chư quỷ họ thường đi các bạn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con chào tất cả các chư quỷ ở đây. Nếu như các chư quỷ có đi qua thấy con vô tình thấy con thì các chư quỷ hãy cho con xin lỗi, con không có ý phá phách gì các chư quỷ đâu. Con chỉ gọi là thực hiện một cái clip thử thách thôi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Giờ này đã 12 giờ đêm rồi các bạn, nhưng mà cũng có rất là nhiều tuyến xe chạy các bạn. Cái nghĩa trang này ở gần đường các bạn, rất là nhiều tuyến xe chạy. Mình không biết cái nghĩa trang này có ai giữ hay không, mình cái đó mình không biết các bạn. Chắc chắn là chắc không có người giữ, nhưng mà chắc cái đêm ngủ đâu thì mình không biết. Đó, rất là nhiều tuyến xe chạy luôn. Hồi nãy ăn mười mấy trứng vịt lộn, bây giờ đói lại các bạn. Đó lại à. Thì ngào buồn không biết nói gì hơn thì tâm sự với mấy bạn. Có nhiều bạn hỏi sao đầu anh không có tóc. Đó, rất là nhiều bạn hỏi như vậy luôn. Thì mình cũng tâm sự với các bạn luôn. Con người mà các bạn, ai mà chẳng muốn có tóc bự với người ta đúng không các bạn? Đâu phải như là bình thường. Mình không phải là mình thích để gì đâu các bạn. Nói thiệt mình không phải là mình thích để gì đâu. Ai cũng muốn có tóc có đầy đủ với người ta, đúng không? Rất là nhiều bạn hỏi mình mới trả lời thôi. Thì lý do mình không có tóc đây là năm mình học lớp 6 các bạn, năm 12 tuổi á, thì mình có cái bệnh là hay ngứa đầu á các bạn. Ngứa đầu á. Xong mình gãi một thời gian á, bắt đầu kêu bị nắm da đầu, bị viêm da đầu á. Xong đồ tóc đồ nó gọi là rải thiết hờ, nó chịu không nổi nữa, nó rụng hết. Đó là mình đã chữa rất nhiều thuốc tây này ha, thuốc nam này, thuốc bắc, rất là tốn rất là nhiều tiền luôn. Đầu mình cũng tốn, cũng tính tiền trăm triệu không các bạn. Nhưng mà cũng không ăn thua đâu hết các bạn. Đi xét nghiệm máu thì máu không vấn đề gì hết các bạn. Máu thì nó rất là tốt luôn các bạn, không có, nói chung sức khỏe không có vấn đề gì hết. Chỉ có một cái là đầu nó hay ngứa như gì vậy thôi. Mỗi khi mà tóc lên thì nó lên lú nhỏ nhỏ, thì bắt buộc mình phải gãi. Mình không gãi nó ngứa, không? Bởi vì mình không cho nó lên luôn các bạn. Cũng có nhiều lúc mình để tóc nhưng mà mình chịu không nổi, để tóc nó ngứa lắm, mình không cho lên luôn. Bởi vì lúc nào mình làm về mình khi mình tắm, lúc nào mình cũng lấy dao la mình tự cạo hết. Bởi vì lúc nào đầu cũng bóng hết. Đó là cái những câu thắc mắc của bạn hỏi mình. Đó rất là đơn giản thôi. Để có rất là nhiều bạn hỏi nhìn mày mắt nhìn mày giống giang hồ quá, này kỳ quá không? Các bạn nhìn các bạn sợ không? Không có gì, mình rất là hiền các bạn. Mình nói chung là rất là hiền luôn, chỉ có đầu cổ như gì, mặt mũi nó hao bậm chợm mấy bạn nhìn bạn sợ thôi, chứ rất là hiền luôn. Tâm sự nhẹ với các bạn luôn. Chứ rượu bia mình không đụng tới nè ha. Thuốc lá mình không hút nè.
đó. Ờ, chỉ có ăn uống giặt giặt này kia thôi, chứ ba nó thuốc lá rượu bia là rất khó không đụng đó nha. Bia thì uống lon uống không hết mà các bạn, lon uống lắm không hết, lon còn bình thường là uống không hết đâu. Đó, cái vấn đề tóc là mình nói cho các bạn hiểu không? Có rất là nhiều bạn hỏi luôn ha, 10 người là hết là 3-4 bạn hỏi rồi đó. Đó, còn tại sao mình có lại tên là Cú Đấm Thép? Đó, năm 14 tuổi mình rất là thích học võ luôn các bạn, rất là thích học võ luôn. Mình rất là thích học võ năm 14 tuổi. Và mình học tới năm 16, 17 tuổi á là mình học karate á các bạn, karate do á, học 3 năm á. Thì mình được thầy dẫn đi thi và được lấy cái bằng nhất đẳng karate á. Xong mình cũng phụ thầy đứng lớp rồi này kia rồi. Đó, mình rất là đam mê học võ không? Mình rất là thích luyện cú đấm ha. Bởi vậy mình đặt cái tên là Cú Đấm Thép, nó là một cái tên chết của mình rồi. Rất là đam mê luôn. Bây giờ thì mình đi làm mình bỏ, mình không có tập nữa. Nhưng mà cái máu đam mê nó vẫn còn nằm trong máu các bạn. Nó vẫn còn tồn tại trong máu mình. Bởi vì Cú Đấm Thép mới có tên là Cú Đấm Thép. Tuy mình không còn luyện tập 2-3 năm nay, 3-4 năm rất là lâu, nhưng cú đấm của mình rất là tự tin về nó các bạn. Đó ha. Cầm vào cú đấm các bạn có thể thấy nó rất là săn chắc luôn ha. Ngày xưa luyện tập dữ dằn lắm, bây giờ bỏ rồi các bạn. Thì lý do tại sao mình vào Bình Dương các bạn, nói chung là nó cũng nhiều nguyên nhân lắm. Lúc trước thì mình 18 tuổi mình có đi vô đây một lần, mình làm công ty Kindo các bạn, đi bánh Kindo á. Mình có vô đây một lần mình làm Kindo, lúc đó mình bỏ nhà mình đi các bạn, buồn nhà quá. Nói chung lúc đó gia đình mình thì nói thẳng ra thì nó không có được như người ta. Ba mẹ mình chia tay lúc mình còn nhỏ các bạn, lúc mình còn 11 tuổi gì đó. Bởi vậy ở nhà rất là buồn các bạn. Ở nhà thì nói chung rất là tủi lòng, mình quyết định là bỏ nhà đi vào Bình Dương làm. Làm được mấy tháng là ba mình bệnh, nằm liệt giường, mình bắt buộc phải về. Mình về mình phụ ba mình. Ba với mẹ là chia tay rồi, không ở chung với nhau được. Ba ở một nơi, mẹ ở một nơi. Đó, mình thì ở với ba, còn nhỏ em gái thì ở với mẹ. Nhỏ em gái thì ở với mẹ từ nhỏ giờ. Còn mình thì ở với ba từ nhỏ giờ. Thì ba mẹ cũng không ở gần nhau, nhưng mà cũng cái nhà cũng kế nhau cũng 2-3 cây số vậy à, không có xa đâu. Đó, mình cũng rất là buồn gia đình mình ha. Mình đi làm này kia, vô Bình Dương này cũng 2-3 lần rồi đó. Mình vô Bình Dương mình làm rất là nhiều công việc luôn các bạn. Đi phụ hồ cũng có nè, làm công ty cũng có. Công ty thì mình làm rất là nhiều công ty rồi, 4-5 cái công ty luôn. Đi phụ hồ, đến đảo mà nói thiệt với các bạn, đi phụ hồ mà không có tiền mua đồ ăn á các bạn. Đến đó mà một ngày mình chỉ ăn một gói xôi 5.000 các bạn tin không? Một ngày ăn gói xôi 5.000 để sống á. Mình mua gói xôi 5.000 mà mình ăn 2 lần đó các bạn. Sáng đi phụ hồ là ăn nửa gói không? Còn nửa gói cất lại, trưa ăn. Về trọ, nhiều khi về trọ ở trọ có đồ ăn thì ăn ngủ, còn không có cũng ngủ luôn, mai sáng đi làm luôn. Đó, cái thời kỳ rất là khó khăn các bạn, lúc mà mình lần đầu tiên bước vào cái đất Bình Dương này rất là khó khăn luôn. Nói chung là ăn một ngày chỉ có giỏi lắm là 10.000 thôi. Rất là khó khăn luôn các bạn. Đó, thời kỳ đó mình làm công ty Kindo. Xong rồi sau này mình về quê mình vô lại thì mình có đi làm công ty vệ sĩ cho Võ Đường Ngọc Hò các bạn. Các bạn lên Google các bạn bấm Võ Đường Ngọc Hò, công ty vệ sĩ Võ Đường Hò rất là lớn luôn. Mình có đi làm cho họ 2 năm các bạn. Nói chung cuộc sống nó quá bon chen các bạn. Cái nghề vệ sĩ nó không sướng ít gì đâu các bạn. Tiền nó rất là oi luôn các bạn. Mình làm vệ sĩ cho những người nước ngoài, người ta đi du lịch đồ này kia, đi theo bảo gọi là bảo kê bảo vệ họ đi đồ này kia, tránh cướp đồ giật đồ này kia thôi, chứ không có làm gì gọi là to tát lắm. Đi cũng rất là nhàn, cũng rất là sướng đó. Cũng tùy theo hợp đồng nha, có hợp đồng rất là nhàn, có hợp đồng rất là kinh điển các bạn. Có hợp đồng đi nước ngoài thì nó rất là nhàn luôn, không có gì xảy ra hết. Còn những hợp đồng mà của Việt Nam mình nó rất là nguy hiểm luôn. Bởi vậy mình quyết định là không làm vệ sĩ nữa. Mình về mình làm công nhân luôn, tới giờ luôn. Giờ mình hiện đang trong làm trong khu ship 1 các bạn.
mình làm công ty vỏ xe, vỏ cái lớp xe các bạn chạy đó, cái tay mình nó hơi đen đen này các bạn không? Nhiều bạn thắc mắc đó, anh ăn gì mà định mệnh tay anh dơ quá đất không, là lý do là mỗi ngày mình tiếp xúc với cao su không? Tay mình rửa sạch cách mấy nó vẫn đen các bạn đó. Bởi vậy các bạn soi mấy thánh soi tôi nó thánh đó, anh ăn gì tay đen thui dơ đó, là lý do tay nó đen là nó vậy đó, cũng vì cuộc sống mưu sinh mà các bạn đó. Còn lý do là đầu không có tóc là lý do là bị viêm da ha, là đầu không có tóc. Còn tên thiệt của mình là Phan Đình Huy nha các bạn. Phan Đình Huy, đúng là cha mẹ đặt cái tên nó cũng gọi là nó rất là ok luôn. Phan Đình Huy. Phan Đình Tùng, các bạn biết Phan Đình Tùng không? Ca sĩ Phan Đình Tùng. Cái bệnh của Phan Đình Tùng y chang như mình luôn. Mặc dù Phan Đình Tùng tiền rất là nhiều nhưng mà chữ không hết. Mình thì chữ rất tốn rất là nhiều tiền nhưng mà không hết bệnh các bạn. Thì quyết định là mình sẽ chơi như vậy luôn. Đó hả? Cho nó mát ha. Chắc chơi người dơi là chơi vậy cho nó mát. Cả chục năm nay mình vậy hoài thôi. Mẹ mình rất là buồn đó các bạn. Mẹ mình nói ước gì mà mình được có tóc. Còn ba mình thì không nói gì, ba mình nói chung cũng buồn thiệt nhưng mà ba không nói gì các bạn. Còn mẹ mình lúc nào về quê các bạn, bả mẹ nhìn mình buồn lắm. Tại sao mày không có tóc đồ mày lấy vợ rồi chứ, với người ta có cháu đồ cho mẹ ẵm. Nghe mẹ nói cũng rất là buồn các bạn. Muốn có tóc lắm nhưng mà cực cái mình có cái bệnh gì mà các bạn, mỗi khi tóc nó ra là nó ngứa gãi tao máu me đầy đầu vậy đó, gớm lắm đó. Bây giờ là 12:10 các bạn, tâm sự với bạn chút xíu, mình sẽ tắt điện thoại, mình sẽ gọi là ngồi khoảng 1 tiếng 2 tiếng mình sẽ cập nhật thời gian cho các bạn xem nha. Ok. Nãy giờ mình cúng mà mình quên đốt vàng bạc tiền cho mấy chú quỷ ở đây các bạn. Bây giờ mình sẽ đốt vàng bạc các bạn. Nãy giờ con cúng mà con quên. Mong mấy chú quỷ thông cảm cho con gọi là con quên chứ không có cố ý. Mình sẽ đốt vàng bạc cho những chú quỷ nào mà vô tình đi ngang qua đây, người ta thấy người ta vào, người ta lấy tiền hay lấy vàng bạc gì đó, người ta mua đồ, người ta ăn uống các bạn. Cuộc sống ở dưới tâm linh mà các bạn, thì cũng như với mình thôi, cũng xài tiền đồ này kia gì đó. Không biết là có bạn nào mà tin vào tâm linh nữa chứ mình rất là tin luôn các bạn. Ở dưới ở trên gì nó cũng y chang nhau rồi các bạn, họ cũng xài tiền xài vàng rồi này kia thôi, nhưng cuộc sống ở dưới thì chắc chắn nó sẽ khổ hơn ở trên này các bạn. Đó, mình sẽ tiến hành đốt giấy vàng bạc nha. Giờ này là 12:20 các bạn. Ui, có mấy con gì ta, chết rồi, sao mình phải kéo. Dạ, mình sẽ kéo này ra để chết mấy cái con kỳ tội. Có mấy con gì vậy? Con bộ xích gì đó. Chết nó tội on rồi nó các bạn. Có rất nhiều bộ xích ở đây các bạn. Chỗ mình đang ngồi thì nói chung là nó rất là nhiều cỏ luôn. Nhang thì vẫn chưa cháy, vẫn chưa hết các bạn. Đó, rất là nhiều vàng bạc. Các chú quỷ nào vô tình đi ngang qua đây thì lụm vàng bạc của con, tiền bạc xài xuống dưới mua đồ rồi ăn uống. Ok, thì mình sẽ 1 tiếng sau mình sẽ cập nhật tại thời gian cho các bạn nha. Rất là sáng luôn. Hiện tại là 1:15 các bạn. Có một hiện tượng lạ xảy ra. Mình đang ngồi bấm điện thoại thì có một con chó đen các bạn. Nó mới đi ngang qua là mình nổi hết da gà luôn các bạn. Mới đi ngang qua chỗ mình mà nó không sủa luôn các bạn. Không sổ luôn, không biết là có thấy mình hay không nhưng mà mình thấy rụt rịch, mình nhìn ra thấy một con chó đen. Nói chung là nó nghe qua nhưng mà nó không nhìn, không sổ luôn. Hiện tại là da gà đang lên cuồn cuộn luôn các bạn ha. Chắc mình sẽ thắp 3 cây nhang các bạn. Hiện tại trời đang rất là nhiều muỗi các bạn, muỗi nó cắn mình nãy giờ luôn.
mình sẽ cố gắng chịu đựng ha, chịu đựng tới sáng mai các bạn. Cảm giác bây giờ nói chung cũng hơi sợ sợ đó, hơi sợ thôi các bạn. Đây tới sáng thì chỉ còn bao nhiêu nhang đây các bạn, hy vọng thấp cho nó đỡ mũi các bạn, mũi quá cắn các bạn. Thì một lát nữa mình sẽ cập nhật một hai tiếng xong mình cập nhật thời gian lại nha. Thì hiện tại bây giờ là 2:15 các bạn. Nói chung là tình hình vẫn hết sức bình thường các bạn. Chỉ có một cái là mình bị mũi cắn quá nhiều các bạn. Mũi cắn rất là nhiều luôn. Và cái là hơi bị buồn ngủ ha. Không mệt, mũi cắn rất là nhiều, hơi bị buồn ngủ. Ở đây không hiểu sao ở đây là cũng khá nhiều dân cư mà tại sao có tiếng vịt kêu rất là lớn luôn các bạn. Các bạn nghe không? Nghe không? Tiếng vịt kêu. Dế kêu, vịt kêu. Và mới nãy mình mới có gặp con mèo. Sau con chó là gặp con mèo. Và tiếng vịt kêu rất là nhiều luôn. 2:20 rồi, hy vọng thời gian nó sẽ trôi rất nhanh các bạn. Ngồi thời gian rất là lâu luôn các bạn. Thời gian trôi rất là lâu. Cũng muốn có nhiều chuyện muốn tâm sự các bạn lắm, nhưng mà bộ nhớ mình nó có giới hạn các bạn. Bộ nhớ điện thoại mình rất ít luôn. Mình là nãy giờ nói thiệt với các bạn, không dám đi tiểu các bạn. Không phải là mình sợ gì, nhưng mà ở trong đây không được tiểu bậy tiểu bạ các bạn. Mình chịu khó mình nén tới sáng mình về luôn. Tiểu bậy tiểu bạ mình lỡ đụng tới người ta thì không được, không nên nha các bạn. Ok, thì một lát nữa mình sẽ cập nhật thông tin lại nha các bạn. Ok các bạn, giờ này là 3:30 các bạn. Gà nó cũng quấy, các bạn nghe tiếng gà gáy không? Đó, tiếng gà gáy á. Mình vừa bật cái thử cái chế độ máy quay, nhưng mà nó cũng có quay, nó cũng có gọi là chút ánh sáng từ cái chiếc điện thoại. Mình sẽ quay cho anh em sơ, anh em thấy nha. Chung sơ sơ thôi chứ anh em không thấy được hết đâu. Sơ sơ thôi. Quay gần thì anh em thấy được, nhưng mà quay xa thấy nó mờ mờ lắm các bạn. Đó, quay xa thấy rất là mờ luôn. Bây giờ là nghe tiếng gà gáy rồi các bạn. Giờ nghe gà gáy cũng nói chung là cũng gọi là một phần nào đó gọi là cũng đỡ sợ rồi các bạn. Hiện tại bây giờ là 4:30 rồi các bạn. 4:30 rồi à, gần sáng rồi các bạn. Gần được về nhà ngủ các bạn. Hiện tại giờ rất là buồn ngủ luôn các bạn. Ngáp hoài luôn, không dám ngủ các bạn. Mũi thì cắn rất là nhiều luôn. Hiện tại là bây giờ 5:40 các bạn. Trời cũng rất là sáng rồi các bạn. Nói chung là con vượt qua một thử thách quá kinh sợ luôn các bạn. Thì mình sẽ quay sơ ở khu này cho các bạn xem nha. Đó, quay sơ cho các bạn xem. Và tối hôm qua mình ngồi đây nè các bạn. Đó, tối qua mình ngồi đó. Đó, chỗ đây là tối qua mình có thắp nhang nè các bạn. Đó, bánh vẫn còn, nhang mình đã thắp hết rồi. Bây giờ mình sẽ thu dọn hành lý mình về đây các bạn. Đó. Thì mình sẽ chia sẻ đêm hôm qua nó có những hiện tượng gì lạ nha các bạn. Hiện tượng lạ thì nó có một chuyện rất là lạ luôn các bạn. Có một con chó đi ngang qua mình mà cách chỉ có 2 mét thôi, mà nó không đánh hơi được mình, nó không thấy và nó cũng không thèm nhìn luôn các bạn. Và đặc biệt con chó nó màu đen các bạn, chung là rất là lạ luôn. Và chỉ có tiếng mèo kêu và thấy một hai con mèo vậy thôi, chứ không có chuyện gì lạ hết. Đó là cái cảm xúc thực tế mình chia sẻ với tất cả các bạn. Và cái gọi là cái thử thách này thì mình cảm thấy mình nâng cao cái khả năng gọi là chịu đựng của mình hơn. Nói chung là cũng rất là vui khi vượt qua thử thách này các bạn. Giờ rất là buồn ngủ luôn các bạn. Giờ buồn ngủ đêm đâu nằm ngủ được đâu các bạn. Thì mấy bạn xem clip của Cú Đánh Thép thì cảm thấy yêu quý mình thì đừng quên chia sẻ clip này đến với bạn bè cùng xem nha. Nhớ like và subscribe kênh, nhớ bấm vào cái chuông
ở kế bên chữ đăng ký để nhận được cái video mới nhất từ kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Bây giờ thì chắc có lẽ là giờ ngủ của các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha. Bye bye.